Rất vui hôm nay lại gặp lại các bạn với chương trình tập tại nhà tăng cường sức khỏe với Trung tâm Thể dục Bằng Tâm trên kênh Tuổi Trẻ Online. Để cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta không thể quên đến hệ tim mạch khỏe mạnh. Và ngày hôm nay sau khi đã khởi động toàn cơ thể để các khớp linh hoạt hơn thì chúng ta sẽ khởi động cho hệ tim mạch khỏe lên hơn bằng một cái bài chạy đơn giản trong vòng 2 phút. Các bạn có thể lực nhiều hơn, có thể đo lường bằng 3 phút kết hợp với những bài nhạc thú vị và hoặc những trang tiếng Anh thì sẽ rất là thú vị và sẽ quên cái sự mệt mỏi của bài tập gây ra. Và chúng ta cùng bắt đầu với bài tập chạy đơn giản nhất. Trước tiên chúng ta sẽ cùng chạy nhẹ nhàng và tốc độ vừa phải trong vòng 20 giây đầu tiên. Và sau đó thì chúng ta sẽ đánh tay nhanh hơn. Rồi, các bạn sẽ đã sẵn sàng đánh nhanh hơn chưa? Mình sẽ chạy liên tục và có thể thú vị hơn là hai chị em có thể chạy tới và mình cùng đập tay vào nhau và sau đó chúng ta lại lùi lại. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi mình sẽ lùi lại. Rồi tiếp. Và như thế chúng ta vừa giao tiếp với nhau cho các bé vui hơn, đồng thời các cái bài tập nó cũng không bị nhàm chán. Hoặc với như ở nhà diện tích nhỏ thì chúng ta có thể cho các bé chạy vòng tròn. Rồi con có thể chạy vòng tròn rồi con đổi vòng tròn. Vậy cái bán kính rất là nhỏ thôi. Và chúng ta sẽ đổi được, tăng cái tính hứng thú lên cho các bé thay vì các bé phải chạy tại chỗ. Vậy thì thông thường các bạn thích nghe bài nhạc gì nhỉ? Mình vẫn chạy tiếp chứ, mình vẫn chạy tiếp nhỉ? Rồi, nếu như mà theo một vòng tròn thì chúng ta sẽ chóng mặt. Vậy chúng ta sẽ làm cách nào để không chóng mặt nào, để cho cân bằng lại nào? Mình nghỉ ngơi một tí đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ lặp lại bài chạy 3 lần như vậy và mỗi lần khoảng thời gian sẽ là 3 phút. Những cái trò chơi đơn giản với những dụng cụ sẵn có ở nhà thì vừa các bé vừa tập, các con bé có thể vừa chơi. Tập thể dục tại nhà để tăng sức mạnh thật là dễ dàng. Từ những dụng cụ đơn giản mà các bé mang uống nước hàng ngày, chúng ta có thể thiết kế lại, sáng tạo ra những cái trò chơi. Và trước với mỗi những cái bài tập nặng hơn thì chúng ta có thể cho các bé thư giãn bằng những động tác vận động nhẹ nhàng và để chuẩn bị chuyển tiếp sang một bài tập tốt hơn cho sức khỏe, tốt hơn cho hệ tim mạch. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đến 3 thôi, ai đến đây nhanh nhất thì sẽ được tính một điểm nha. Rồi 1, 2, 3. Và tập luyện thì rất là quan trọng và khuyến khích các bé tạo ra không khí vui vẻ để các bé tự giác và yêu thích vận động thì cũng rất là quan trọng. Và bây giờ là một cái thử thách thể lực mới cho hai bạn. Và các bạn cũng sẵn sàng mình sẽ thực hiện theo chưa? Ở đây mình đang có bao nhiêu chai nước con gái? Rồi, như vậy là mình sẽ có 5 lượt di chuyển từ bên phải của cô và sang bên trái. Làm sao phải nhanh nhất và phải động tác làm phải chính xác nhất. Và mình phải làm liên tục như vậy 10 vòng các bạn. 10 vòng của 5 chai. Như vậy thì nhịp tim của chúng ta sẽ tăng lên và sẽ khỏe mạnh hơn. Và cũng đòi hỏi ý chí của các bạn để đạt đến mức cuối cùng của bài tập. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Rồi đầu tiên chúng ta sẽ di chuyển ngang. Và sau đó gặp tín hiệu của cô thì các bạn sẽ đổi lại. Mình chạy tiến lên và chạy lùi về sau. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi mình lại di chuyển ngang về. Và cái việc thay đổi hướng bài tập, thứ nhất làm cho các nhóm cơ phát triển được cân đối hơn. Thứ hai là làm cho các bé định hình không gian tốt hơn và thấy cảm thấy hưng phấn và thú vị hơn trong bài tập. Và đây là đã kết thúc hiệp 1 của bài tập. Rồi các bạn sẽ nghỉ ngơi trong vòng 30 giây. Các bạn có thể đi lại nghỉ ngơi, không có nên ngồi một chỗ thì rất là không tốt cho tim mạch. Có thể các bạn gọi đó là hiệp 1
và có thể các bạn phân biệt bàn thắng bằng số chai hoặc là lần về đích nhanh nhất của đối thủ của mình. Và tiếp theo là lần thứ hai. Vậy lần thứ hai chúng ta sẽ thay đổi cái gì? Chúng ta sẽ chạy tiến về trước và lùi nhanh về phía sau. Và cũng luật chơi 5 chai nước và 50 lần đi. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ 30 giây để tim mạch hồi phục lại để thực hiện bài tập tiếp theo. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Và nếu như phụ huynh đứng quan sát các con thì thật là hạnh phúc khi các con đang chơi đùa. Và chúng ta không quên rằng động viên các bé hãy cố lên ở những lượt cuối. Vì giai đoạn này thì hơi thở các bé mệt, đó là một dấu hiệu để phụ huynh có nhận biết được bé đã mệt hay không. Và khuyên bé, động viên bé để bé có thể hoàn thành tốt bài tập một cách vui vẻ và khỏe mạnh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, 1, 2, 3. Phụ huynh quan sát sự vui vẻ của các bé thì cũng không quên rằng hãy động viên các bé cần phải hoàn thành đúng và không quên rằng nhắc các bé phải hít thở. Rồi các bạn đi lại thở và không có đứng tại chỗ, như vậy thì sẽ không có tốt cho tim mạch. Và lúc này thì hít bằng mũi và thở bằng miệng. Và có dấu hiệu khô cổ họng nhưng không có nghĩa là khát nước. Nên nếu như uống nước thì không có lên uống ực ực như vậy thì sẽ rất không tốt cho tim mạch. Thì tim mạch sẽ phải quá tải và mình sẽ nhấp nước từng mụn nhỏ để cho thấm cái phần họng. Như vậy mình không bị khô họng và cơ thể mình vẫn an toàn. Mùa dịch kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc học tập và sinh hoạt của các bạn nhỏ. Và cái việc giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất đối với các bạn. Và những dụng cụ đơn giản các bạn gặp hàng ngày đó là giấy, vừa cho chúng ta được một trò chơi, vừa ghi lại cho chúng ta những trang chữ rất là ý nghĩa. Và hôm nay Trung tâm Thể dục Bằng Tâm sẽ giới thiệu một trò chơi đơn giản và bạn nào cũng có thể biết để chắp cánh ước mơ cho các bạn bay cao hơn bằng những dụng cụ thân thương, bằng sức khỏe, bằng sự vui tươi hàng ngày của các bạn. Với cái không gian nhỏ ở nhà và cái việc mà các bé tập luyện xong mệt và nghỉ rất là khó, và phụ huynh có thể chơi một trò chơi nhỏ đối với các bé. Các bé vừa được nghỉ ngơi và vừa thú vị hơn khi sáng tạo những cái thứ đồ chơi bằng tay. Và hơn nữa, các bé sẽ không có bị nhàm chán và không căng thẳng trong việc tập luyện. Cô đố các bạn, máy bay này sẽ làm gì nhỉ? Mình chơi nha. Và các bạn thích chuyến bay không nhỉ? Rồi thế thì trước tiên chúng ta cần phải khỏe mạnh để có những chuyến bay đi tới nhiều nơi khám phá những điều thú vị trên thế giới, đúng không các bạn? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tập luyện tại nhà với Thể dục Bằng Tâm để có một sức khỏe tốt hơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chúng ta sẽ đứng bằng hai chân rộng ra và vững chắc lên. Rồi các bạn sẽ chơi cùng với cô nha. Đầu tiên các bạn sẽ thắp hai đầu gối xuống và lấy một chiếc máy bay. Máy bay thì để làm gì nào? Đúng rồi, các bạn sẽ phi thật cao lên phía trước phía kia. Và chúng ta sẽ dùng hai chân và cố chụp lên cái máy bay. Thế thì chúng ta sẽ cần phải nhanh hơn một chút xíu. Và sau khi máy bay rơi xuống thì các bạn sẽ di chuyển về để cho lượt bay kế tiếp. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Hai chân rộng bằng vai. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi chúng ta sẽ bật hai chân. Chúng ta sẽ bật hai chân cùng một lúc. Và bật lên, máy bay nó bay kệ nó. Nó không phải ra lấy cái máy bay của mình nhá. Nó bay lên thôi, xong rồi là bật hai chân thế này. Rồi tới ở đây, ok. Xong rồi sau đó mình chạy lùi về, mình lấy cái kế tiếp, mình không lấy cái kia nữa. Ok. Rồi các bạn là chúng ta sẽ xé nháp, nháp bỏ đâu. Rồi chúng ta sẵn sàng nha. Rồi, hai chân rộng bằng vai. 1, 2, 3, thấp xuống lấy, rồi phi cao lên, vươn người lên, rồi bật chân. Rồi, không lấy máy bay nữa, bật lùi về thôi, chạy lùi về. Rồi, cho lượt bay tiếp theo nào, vươn người lên, phi cao lên, rồi bật lên, bật hai chân lên. Rồi, lùi lại. Rồi, lượt bay cuối cùng, tới đâu nào, các bạn mơ ước tới đâu nào.
Nào đi đất nước Việt Nam mình rất là đẹp nào các bạn, muốn mình bay tới đâu nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại phải đưa máy bay về về sân bay, đưa máy bay trở về ga và chúng ta cho những chuyến bay mới tới đâu các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang. Rồi Nha Trang có gì nào các bạn? Rồi chuyến bay đầu tiên tới Nha Trang. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ là chúng ta sẽ kiểm vé. 1, 2, 3 rồi lấy vé. Rồi chuyến bay tới Nha Trang bắt đầu. Rồi các bạn sẽ di chuyển tới và sau đó chúng ta sẽ bật lùi về. Tiếp theo từ Nha Trang chúng ta di chuyển tới thành phố biển Đà Nẵng. Rồi chuyến bay đã hạ cánh và các bạn bật tiếp theo từ Đà Nẵng chúng ta sẽ về tới thủ đô. Nào vươn cao người lên bay tới thủ đô. Wow. Bây giờ chúng ta lại cho máy bay về sân ga một lần nữa nào. Rồi các sân máy bay xếp hàng cạnh nhau. Tới đây là bài tập cuối cùng rồi và cũng là thử thách cuối cùng. Cùng với cái việc các bé cũng đã thấm mệt và hệ tim mạch đã có phải chịu tải. Như vậy thì chúng ta sẽ cho bé hít thở sâu để tránh trường hợp bé có thể đau sắp thông. Và bài tập này ngoài cái việc cho tim mạch tốt hơn thì các bé cũng hỗ trợ cho bé phát triển chiều cao. Và bé có sự quan sát và rèn luyện sức bền. Và đầu tiên chúng ta sẽ phải cho bé một cái định mức ở phía đằng trước và một khoảng cách. Nếu như nhà chúng ta nhỏ thì chúng ta sẽ khoảng tầm 1 mét và rộng hơn thì tới 2 mét hoặc một cái khoảng cách nào quan sát mức độ thể lực của bé có thể chịu được, nhưng tối đa là 3 mét để đảm bảo sự an toàn cho bé tốt nhất vì phụ huynh không có kinh nghiệm để quan sát cái độ thể lực của con và đánh giá được là bé lên tập bao nhiêu. Lên ở đây trung tâm thể dục Bằng Tâm sẽ đưa ra cái mức an toàn nhất để bé có thể tập luyện an toàn và khỏe mạnh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt cho 5 lượt và thực hiện mỗi một lượt 10 lần. Và sau đó chúng ta sẽ nghỉ 30 giây để các bé có thể lập lại tổ tiếp theo một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Rồi, chúng ta bắt đầu. Rồi các bé sẽ chạy lên và bật, sau đó chúng ta sẽ chạy lùi về vị trí cũ. Rồi, con chạy theo cô. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đổi. Nếu như một bé tập thì chúng ta sẽ chỉ thực hiện 5 lần và cho bé được 5 giây nghỉ. Và ngoài việc phát triển tim mạch tốt hơn thì bài tập này còn giúp cho bé có sức chịu tải ở chi dưới và hỗ trợ cho bé phát triển chiều cao tối ưu. Yeah, cố lên. Và phụ huynh luôn luôn ghi nhớ động viên bé và có thể thử thách khó hơn ở độ cao của mỗi bài tập để các bé có tính thử thách và vượt qua. Và các phụ huynh ghi nhớ là phải quan sát các cái dấu hiệu mệt của bé. Rồi cố lên con gái, cố lên ạ. Ồ, rồi tiếp. Rồi tiếp. Rồi lần cuối cùng nào. Rồi lần cuối cùng nào, cố lên. Ồ, lần cuối cùng nào. Rồi các bạn đã hoàn thành và các bạn cần phải hít thở. Nhớ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Và nhớ là không có được ngồi ngay tại chỗ. Và chúng ta sẽ phải đi lại để nhịp tim trở lại bình thường. Sau đó thì chúng ta mới ngồi. Rồi ít nhất là trong vòng 10 giây để tim mạch có thể trở lại trạng thái gần như ban đầu. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại tổ thứ hai với 10 lần như vậy. Và đưa các cái mức thử thách khác nhau để cho bé cảm thấy hứng thú và giống như là một trò chơi nhiều hơn là việc tập luyện. Rồi kết thúc buổi tập rồi và các bé rất là toàn thân rất là mỏi. Và cái việc một cái việc động tác nhỏ thôi để giúp các bé hạn chế cái việc mỏi, đó là chúng ta hít thở sâu và thư giãn. Và một động tác đơn giản, chúng ta đứng hai chân rộng bằng vai, đồng thời hai tay vươn lên cao, hít sâu vào vòng mũi, gập sâu xuống và thả lỏng phần lưng vai, đồng thời giữ đầu gối thẳng. Như vậy thì là chân các bé cũng được thả lỏng và toàn thân các
cũng được thư giãn rất là tốt cho cái việc bé hồi phục sau khi tập một chuỗi những cái bài tập chạy liên tục và tăng cường cái hệ hô hấp cũng như là tim mạch của các bé. Rồi chúng ta cùng là hai tay đưa lên cao, hít sâu vào bằng mũi, rồi gập xuống, thả lỏng toàn thân, giữ hai đầu gối thẳng. Rồi chúng ta sẽ lặp lại 10 lần, rồi hít sâu. Rồi lần thứ hai chúng ta gập xuống, thở sâu, tay cố gắng chạm đất và giữ đầu gối thẳng để cơ chân được thả lỏng. Rồi lần cuối cùng các bạn, rồi hít sâu vào bằng mũi, rồi gập xuống, thở ra. Rồi buổi tập tới đây là kết thúc và chúc các bạn vui vẻ và mạnh khỏe. Rồi xin chào các bạn. Yeah.